Xin chào tất cả mọi người. Trong thời buổi hiện nay, cái chuyện mà ly hôn dẫn nhau ra tòa để chia tài sản là một điều không thực sự là mới mẻ. Nó luôn luôn xảy ra ở cái thời buổi này. Rất nhiều cặp mới yêu nhau được một vài năm lấy nhau, đi tới kết hôn rồi cảm thấy không hợp nhau nữa, cũng bỏ nhau. Và cũng có nhiều cặp mình cũng đã chiêm nghiệm, dù ở với nhau tới 4 đến 50 năm rồi mà cuối đời vẫn không ở được với nhau. Thì đây, mẫu bàn tay này đây là một ví dụ rất điển hình. Chủ nhân mẫu bàn tay này là nữ giới, sinh năm 1962, lấy chồng sinh năm 1963, đã bên nhau cũng được mấy chục năm rồi, nhưng mà hiện tại vừa bỏ chồng được vài năm gần đây. Đúng là con người ta nó có số hết. Và trong cái mẫu bàn tay này nó cũng thể hiện rất rõ cái điều là hôn nhân trắc trở. Trong cuộc hôn nhân sẽ không được hạnh phúc trọn vẹn và trải qua rất nhiều dằn vặt, bởi vì hai vợ chồng ở với nhau nhưng mà không hiểu nhau, hay xảy ra nhiều bất đồng, rồi cái gì tới nó sẽ phải tới, đó là hệ lụy phải chia tay. Và sau đây mình cũng xin phép được phân tích chỉ tay của người nữ giới sinh năm 1962 này. Cái điều đầu tiên mình muốn gửi tới tất cả các bạn đó là chuyện hôn nhân, tình cảm. Thì những người nào mà có đường chỉ tâm đạo bị cắt xé quá nhiều, các đường chỉ cắt ngang nó rối tơi bời, sẽ là dấu hiệu của người khổ tâm, nặng gánh gia đình, đấy, sẽ rất là vất vả, tâm không bao giờ được yên hết, đấy, luôn luôn phải khổ vì chuyện gia đình. Và cụ thể ở đây đó là chuyện hôn nhân, vợ chồng. Mọi người thấy không? Cái đường tâm đạo của người này này bị quá nhiều những cái vết cắt nhập nhằng, cắt rất nhiều. Mình không thể nào đếm hết những cái vết cắt ở trên mẫu bàn tay này được. Đấy, rất nhiều nhé. Nó khiến cho cái đường chỉ tâm đạo này nát bét đi. Dấu hiệu này nói lên người này sẽ rất là khổ tâm, dằn vặt trong chuyện hôn nhân gia đình. Và bản thân họ cũng hay bị dính những điều tiếng thị phi không hay, không đáng có từ đâu đâu đưa tới. Tiếp theo nữa, khi ta nhìn rõ đường chỉ hôn nhân, vị trí dưới ngón út ở cạnh bàn tay, mọi người có thấy rõ không? Đường chỉ hôn nhân của chủ nhân mẫu bàn tay này nó thẳng nhưng mà lại rất là ngắn và lại rất là mờ. Đấy, mọi người thấy không? Ta chỉ thấy một đường này rõ này, nó được một khúc này, rất là nhỏ. Tuy thẳng nhưng mà lại rất mờ và rất nhỏ. Đó sẽ là dấu hiệu nói lên cuộc sống hôn nhân vợ chồng dành cho nhau rất hời hợt, chỉ được lúc ban đầu mà thôi. Đấy, khó mà có thể đi được đường dài với nhau. Tuy nó thẳng nhưng mà lại rất mờ và rất nhỏ. Chính vì thế ở bên nhau được mấy chục năm, tới về phần cuối đời lại phải bỏ nhau và không có thể mà chung sống được bên nhau nữa. Bởi vì hai người hai thái cực khác nhau, vô cùng lệch lạc về quan điểm. Chính vì thế không có tiếng nói chung, dẫn tới đổ vỡ. Bình thường một người có đường hôn nhân trọn vẹn, tốt đẹp và sống với người chồng của họ tới đầu bạc răng long, thì sẽ có một đường chỉ hôn nhân nó như thế này. Nó thẳng ra này. Đấy, và nó cũng tương đối là dài. Đấy, và đậm. Đó là người được sống cùng với chồng một cách trọn vẹn, sẽ ít xảy ra sự xung khắc, ít xảy ra sự phân ly, và hôn nhân hạnh phúc gia đình của họ sẽ được nhiều người xung quanh ngưỡng mộ. Còn có những cái ví dụ nói lên hôn nhân dễ tan vỡ, mình cũng đã chia sẻ ở rất nhiều video khác rồi. Hôm nay mình xin nhắc lại. Đấy, đường hôn nhân nó cong xuống này, vừa cong vừa mờ này. Đấy, hoặc là nó bị phân nhánh ra này. Đấy, như hình đuôi cá này, mọi người thấy không? Đấy, hoặc là như hình cái chẽ ba này này. Đấy, cũng là dấu hiệu hôn nhân dễ đổ vỡ, đứt gánh này. Hoặc đường hôn nhân rất mờ, rất là lu mờ, nó không được đậm. Đấy, nó rất là mờ mà nó cọc xuống như này. Đấy. Hoặc đường chỉ hôn nhân nó không có rõ mà nó bị đứt khúc. Đấy, như thế này. Đó cũng là dấu hiệu dễ bị đổ vỡ nhé, dễ bị gãy gánh nhé. Và theo kinh nghiệm của mình, khi xem tay, cứ 10 vị khách đặt lịch xem thì đến khoảng 50% trong cái số đó là sẽ vướng phải cái chuyện hôn nhân trục trặc và dễ xảy ra chuyện đổ vỡ. Và thời buổi hiện nay, khi tiền bạc vật chất của cải lên cao ngút trời, khi con người ta có đầy đủ vật chất xung quanh thì sẽ có rất nhiều sự lựa chọn, chứ không còn giữ được cái tính nhường nhịn như của người xưa nữa. Vì thế chuyện hôn nhân đổ vỡ tất yếu cũng dễ xảy ra với thời đại hiện tại. Và một dấu hiệu nữa, cái điểm này thì rất ít thể hiện nên mình chưa từng nói qua, nhưng mà hôm nay mình cũng xin bộc bạch kinh nghiệm, đó là nếu đường chỉ sinh đạo của ai
nó bị đứt đôi ở một quãng giữa cũng là dấu hiệu nói lên chuyện hôn nhân vợ chồng dễ tan vỡ, dễ đứt gánh. Mẫu bàn tay này đây, mọi người thấy không? Ở cái vị trí đó là ở giữa đường chỉ sinh đạo này, cái đoạn này nó bị đứt nằm đôi, mọi người thấy không? Đây này, nó chạy xuống đây được một đoạn này. Đấy, tới đây bị mất hút luôn. Và nó bị đứt ở cái đoạn này. Đấy, mọi người thấy không? Bị đứt luôn, nó chia làm hai như này luôn. Trong nhiều sách xem chỉ tay, người ta cũng thường đề cập cái vấn đề này là chủ nhân của mẫu bàn tay nếu sở hữu dấu hiệu này là dễ bị tai nạn hoặc là dễ bị một cái căn bệnh quá ác nào đó khiến cho bản thân phải trải qua một cái cơn nguy kịch rất là lớn, thập tử nhất sinh, nhưng rồi cũng được vượt qua. Đấy, nhưng mà mẫu bàn tay này thì mình cũng xin khẳng định lại, bị đường sinh đạo bị đứt đôi. Đấy, tiếp theo nữa đường hôn nhân quá mờ lạt, tâm đạo lại xuất hiện rất nhiều vết cắt. Đấy, nó lại là một cái dấu hiệu nói lên là chuyện hôn nhân phải đứt gánh, gãy gánh giữa đường. Đây là một cái điều rất mới mẻ, mình chưa từng chia sẻ với bạn nào hết. Và cũng có nhiều trường hợp nữa là đường sinh đạo của họ rất ngắn, nó chỉ chạy tới nửa đường đây, rồi nó bị mất hút luôn. Tới đoạn này là không thấy đâu nữa, bị mất hút luôn. Đó cũng là dấu hiệu hôn nhân dễ trục trặc và xảy ra đổ vỡ. Ta sẽ đi phân tích những cái dấu hiệu tiếp theo trên mẫu bàn tay này. Ta sẽ tìm hiểu một chút về tính cách của chủ nhân mẫu bàn tay này nhé. Mọi người thấy mình khoanh tròn hay không? Tính cách không chỉ thể hiện ở đường tâm đạo, mà còn thể hiện ở các ngón tay, cụ thể là ngón tay cái. Ngón tay cái sẽ thể hiện là cái sự tham vọng, cái sự khát khao, cái sự cầu tiến, thể hiện cái nghị lực của họ có mạnh mẽ hay không, có quyết đoán hay không. Thì đây, mẫu bàn tay của người phụ nữ này có ngón tay cái vô cùng lớn, to, trù vù, sẽ thể hiện là người có ý chí vươn lên rất là mạnh mẽ, rất là quyết liệt, luôn luôn là người thích vươn lên, không bao giờ chịu thụt lùi phía sau. Thấy thiên hạ làm gì cũng phải làm cho bằng được thì thôi, phải làm cho bằng chúng bằng bạn, và không bao giờ chịu khuất phục dưới những cái thế lực nào gọi là xấu ác, hoặc không thấy khó mà bỏ dở. Chính vì tính cách mạnh mẽ như thế này khiến cho chủ nhân mẫu bàn tay này sẽ gặt hái được rất nhiều thành công sau này về công danh, sự nghiệp cũng như tiền tài, bởi vì có ý chí mạnh mẽ muốn vươn lên, muốn vượt khó. Và chắc chắn mẫu bàn tay này sẽ trở thành một người giàu có nhờ cái ý chí, đức tính mạnh mẽ này. Bàn về kinh tế, tài chính thì mình cũng phân tích rõ cho mọi người ở trên đường chỉ sinh đạo. Đấy, có một cái nhánh hướng lên rất đậm, đây được gọi là đường chỉ tài đạo, mọi người thấy không? Đấy, nó hướng đến đây này, tới đây nó mờ này, rồi nó chạy tiếp lên gò thủ tinh. Đấy, mọi người thấy không? Mình vẽ vết màu đỏ đấy, đường chỉ tài đạo đấy nhé, rất là đẹp nhé. Nó thể hiện là khoảng thời gian đó chủ nhân mẫu bàn tay này làm được lắm tiền, tiền vào trong khoảng thời gian đó. Xấp xỉ từ ngoài 35 tuổi, đấy, chủ nhân mẫu bàn tay này bắt đầu làm ra tiền này, kinh tế bắt đầu nó khá này, làm ăn phất lên này. Qua cuộc trao đổi với chủ nhân mẫu bàn tay, chủ nhân mẫu bàn tay có chia sẻ thật với mình là hiện tại đang làm chủ một vài tiệm nail ở bên nước ngoài. Và chủ nhân mẫu bàn tay này thoát ly cũng rất là sớm, đi có cơ hội được đi ra nước ngoài. Trong khoảng thời gian từ ngoài 35 tuổi trở đi là mẫu bàn tay này làm rất lắm tiền, lắm lộc, kinh tế vào rất nhiều. Và chỉ cần sở hữu một cái đường chỉ tài đạo nó dài, nó đậm và hướng tới gò thổ tinh này thôi cũng mang lại một sự may mắn, thành công nhất định và khiến cho chủ nhân mẫu bàn tay này trở thành một người giàu có sau này. Trên mẫu bàn tay này cũng có một vài dấu hiệu nói lên sự thành công này. Đó là vị trí gò thái dương đấy, nổi cao, mọi người thấy không? Và có một cái đường vân nó hẳn lên này, đây mọi người thấy không? Đấy, đường chỉ thái dương này, đây là người sẽ có lộc về đất đai, đầu tư đất đai sẽ sinh lời, sau này sẽ có rất nhiều điền trạch, tài sản, sẽ có rất nhiều bất động sản. Và một dấu hiệu nữa đó là trên gò mộc tinh, vị trí mình khoanh này, mọi người thấy không? Đấy, có rất nhiều những hình lưới tạo thành hình ô vuông này, đây cũng là dấu hiệu có lộc về điền trạch này, có lộc về đất đai này, sẽ sở hữu rất nhiều những tài sản bất động sản giá trị rất là lớn sau này. Tiền của họ làm ra họ sẽ dồn hết vào đầu tư đất đai, bất động sản và sẽ thành công. Và cũng có một cái dấu hiệu nữa khẳng định rõ điều này, đó là vị trí gò thái âm, mọi người thấy không? Đấy, vị trí gò thái âm này, ửng hồng này,
ai mà ở cạnh bàn tay, vị trí bên gò thái âm, nó nổi cao và màu sắc hồng hào tươi sáng quanh năm, sẽ là người có phước lộc lớn. Đây là một nét quý tướng dành cho nữ giới cũng như cả nam giới. Chỉ cần sở hữu cái nét ửng hồng trên gò thái âm này thôi, quanh năm bốn mùa xuân hạ thu đông, màu sắc nó đều như vậy. Hoặc thời tiết có nóng hay có lạnh đi chăng nữa, nó vẫn xuất hiện màu sắc như này. Cho dù hiện tại bạn đang rơi vào tình thế khó khăn về kinh tế bí bách như thế nào đi chăng nữa, thì cuộc đời sau này của bạn sẽ kết thúc bằng một những chuỗi ngày đầy bình an, tiền tài đầy đủ, sung túc, không có quá khó khăn về kinh tế. Ngoài ra còn có thể trở thành người giàu có nữa. Đây là một nét quý tướng rất hiếm khi xuất hiện ở trên mẫu bàn tay của mình. Thường quan sát thấy cái dấu hiệu này ở những người có lộc về kinh doanh và có tài làm chủ, có tài quán xuyến rất tốt. Nhưng kèm theo đó, trên mẫu bàn tay này cũng xuất hiện những cái đường chỉ hướng xuống thoát tài. Cái phần này mọi người phải tinh mắt nhé, bởi vì đường chỉ này nó rất mờ, nó không được rõ, mọi người thấy không? Mình zoom lại cho mọi người xem này. Đấy, có một nhánh hướng xuống này, thấy không? Một nhánh này, hai nhánh này, đấy, nó rất là mờ. Nhưng cũng là dấu hiệu nói lên dễ bị thất thoát tiền của, tiền bạc. Thì chủ nhân mẫu bàn tay này phải hết sức lưu ý, từ khoảng năm 45 tuổi đổ ra, mẫu bàn tay này sẽ bị thất bại hoặc bị thất thoát số tiền tương đối lớn, có thể do đầu tư làm ăn thua lỗ hoặc cho người thân người này người kia vay mượn không lấy lại được. Nhưng mà cái khoảng thời gian này nó cũng đã qua rồi, chủ nhân mẫu bàn tay cũng có thể chiêm nghiệm cái điều mình nói có chính xác hay không. Nhưng ngày hôm nay đây, đến với video này, mình muốn chia sẻ cho mọi người để mọi người có thể nắm được là cái mốc nào, cái dấu hiệu nào nói lên dễ bị thất thoát tiền bạc, tiền của xuất hiện trên cũng chính đường chỉ sinh đạo này. Ngoài ra, mẫu bàn tay này cũng có một nét vô cùng ưu tú, đó là đường chỉ chí đạo. Mọi người thấy không, đường chỉ chí đạo của mẫu bàn tay này rất dài nhé. Đường chỉ chí đạo rất dài, kéo dài tới gần cuối bờ thái âm rồi dừng lại. Về cuối lại chẽ làm hình đuôi cá. Nó sẽ thể hiện là người có tài quán xuyến, có tài quản lý, tính toán rất là tốt, trí nhớ rất là sâu. Họ đã ghi nhớ cái gì vào trong đầu thì không bao giờ họ quên được. Đấy, mẫu bàn tay này có đường chỉ đạo tốt như này, có thể trở thành một người quản lý rất tốt. Và trong thời điểm hiện tại, đó là năm 2023, chủ nhân mẫu bàn tay có hỏi mình rằng hiện tại đang muốn thay đổi sang những ngành nghề khác, ví dụ như làm nhà hàng, mở một cái nhà hàng để mà kinh doanh buôn bán. Thì thực sự mình chia sẻ với chủ nhân mẫu bàn tay này là không nên, bởi vì cái độ tuổi hiện tại là phụ nữ này khoảng trên 60 tuổi rồi. Nếu mở một cái nhà hàng ra là sẽ phải học lại từ đầu, lại phải học cách làm việc này, set up này, tất cả mọi thứ nó rất là mới mẻ. Mình khuyên chủ nhân mẫu bàn tay này không nên, mà hãy giữ cái công việc hiện tại. Tuy năm 2023 này là một năm suy thoái toàn cầu, khiến cho tất cả mọi người, tất cả những ngành nghề kinh doanh đều sẽ bị ảnh hưởng, khách sẽ rất là chậm, việc thu nhập trong kinh doanh sẽ bị không được như những mọi năm trước. Nhưng mình khuyên chủ nhân mẫu bàn tay này hãy cố gắng bám trụ tới cái ngành neo này, bởi vì chính cái ngành này đã khiến cho chủ nhân mẫu bàn tay này trở nên một người thành công, giàu có, kinh tế đầy đủ như ngày hôm nay. Vì thế khuyên là không nên bỏ nghề, bởi vì cái nghề này đã có kinh nghiệm biết bao nhiêu năm nay rồi. Và mình cũng bật mí luôn, chủ nhân mẫu bàn tay này khi bước sang thềm năm 2024, công việc sẽ tốt trở lại, sẽ thuận lợi trở lại, và việc kinh doanh làm ăn buôn bán sẽ được như ý. Và chủ nhân mẫu bàn tay này cũng có hỏi mình rằng là có nên đầu tư mạnh vào đất đai. Thì việc này mình xin ủng hộ hai tay, bởi vì mẫu bàn tay rất là có lộc về đất đai, có lộc về bất động sản. Chính vì thế cái gò thái dương với thổ tinh nó nổi cao này, to trù vù và màu sắc rất là hồng hào, rất là tốt. Nhưng đối với cái màu sắc của mẫu bàn tay này, đó là màu sắc hồng hào quá, đỏ thắm quá, cũng phải hết sức lưu ý, cẩn thận các bệnh về huyết áp, các bệnh về mỡ máu, dễ bị huyết áp, dễ bị đột quỵ. Chính vì thế mình đưa ra lời khuyên với chủ nhân mẫu bàn tay này, phải cần có sự giảm cân, ăn kiêng lại, chứ đừng để là khi đến lúc tiền tài đầy đủ, kinh tế khá đi rồi, bệnh tật lại bủa vây thì rất là uổng phí. Mẫu bàn tay này mình đánh giá tuổi thọ cũng rất cao, cũng phải từ ngoài 75 tuổi. Đấy. Bởi vì cổ tay cũng tương đối nhiều ngấn, tuy nó không rõ nhưng mà cũng tương đối nhiều ngấn, khoảng tầm 3 ngấn. Đấy.
Và đường chỉ sinh đạo kết thúc ở cũng ở khoảng gần chóp cổ tay. Mình dự đoán khoảng từ 75 tuổi. Cái này nó vẫn còn có thể thay đổi xê dịch từ 5 đến 10 năm. Đó là tùy theo cái họa phước cũng như là cái hành động hiện tại của chủ nhân mẫu bàn tay này. Nếu chăm lo làm việc thiện, việc tốt nhiều hơn thì tuổi thọ sẽ được tăng. Còn nếu làm điều bậy, điều ác thì tuổi thọ từ 75 này theo cái dự đoán sẽ giảm xuống. Đấy. Vẫn là do cái hành động, cái cách làm việc của chính chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Thôi, mình cũng xin kết thúc video tại đây. Hy vọng những điều mình vừa chia sẻ đến cho mọi người sẽ đem lại cho mọi người một cái trải nghiệm bổ ích mới đối với cái môn xem chỉ tay nhân tướng học này. Bạn nào muốn đặt lịch coi riêng hay muốn hỏi gì thêm có thể nhắn tin trực tiếp cho mình qua số Zalo 0766623979. Nhận được tin nhắn, mình sẽ lên lịch coi riêng cho tất cả mọi người. Chào mọi người, hẹn mọi người vào video kế tiếp.